sau này có đến cái đất nước Mỹ này gọi là Dream American, thì hãy nghe cái câu chuyện tôi kể để biết rằng sống ở đất nước này, một đất nước thiên đường, nhưng nó không phải là dễ dàng cho cuộc sống của chúng ta trong các bước khởi đầu của những cái bước đi, giống như là chúng ta đã trở lại từ số 0, trở lại từ mầm non. Thì tôi là xuất thân là cũng bên Việt Nam, là một thầy giáo đã từng dạy dài. Nhưng mà qua bên này á, thì nói chung là bất đồng về ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ á, nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Tôi dám nói một điều ở đây, tôi không phải nói là cái tôi đi chê bai nên một vấn đề gì, nhưng mà thật sự là bây giờ có thể có những nhiều người học có bằng cấp cao bên Việt Nam chẳng hạn, đã lấy được cái bằng B, bằng C tiếng Anh, nhưng qua đây nói chưa chắc người Mỹ họ đã nghe được. Mà trong khi đó thì nếu mà chúng ta đi tìm việc đó, thì chúng ta biết rằng là người ta interview hoặc là phỏng vấn thì tất cả là bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh. Thì cái giai đoạn nó không phải là đơn giản, bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta được nói cái tiếng của mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ, người ta trực tiếp dùng tiếng Việt để phỏng vấn mình thì trả lời đã bằng những con hóc búa rồi, muốn chi đây là người ta phỏng vấn mình bằng một cái ngôn ngữ khác. Mặc dù cái tiếng Anh là cái tiếng là đứng đầu trên thế giới, người ta first language, nhưng mà đâu phải là ai cũng là cấp sách đến trường đi học tiếng Anh là đều hiểu tất cả đâu. Thậm chí người ta 7 năm trời ở cấp 2-3, từ lớp 6 lên tới lớp 12, nhưng mà gói gọn lại thì một tuần học có mấy tiếng, mà thật sự đó học cái kiểu giáo điều, người đọc kẻ chép, đọc luyện giọng thì theo cái giọng của một thầy hay là cô đó. Tất cả của mọi miền Trung Nam Bắc đều khác nhau, cho nên các phát âm cũng không giống nhau. Thì bây giờ tôi nói câu chuyện vui như thế này tại vì vừa rồi tôi có coi cái chỗ mà cái bà thầy bó đó, coi bó cho cái cô đó là người nước ngoài bằng tiếng Anh, thì tôi mới nghĩ là cái chuyện vui này tôi mới kể. Tôi thấy rất là buồn cười, rồi tôi mới nghĩ rằng đó là tất cả mọi người trên thế gian này, mặc dù là khác nhau về cái màu mắt, làn da hoặc là mái tóc, nhưng chung quy lại cái tâm tư tình cảm và tất cả những cái ý nghĩ họ nó cũng đều có những cái na ná giống nhau. Thì tôi á, là sau bao nhiêu lần lăn lộn của cuộc đời, tôi đã đi không biết bao nhiêu hãng xưởng. Vì sao như vậy? Thứ nhất thì tuổi đời tôi đã không còn trẻ nữa, cái kiếm việc của tôi nó khó. Thứ hai thì cái tiếng Anh của tôi chỉ vừa đủ xài, chỉ dùng để nói những câu hỏi thông thường, còn những từ chuyên môn thì tôi cũng phải là vắt óc suy nghĩ. Vì vậy mà khi mà tới cái giai đoạn này á, là cái giai đoạn kinh tế Mỹ đang bắt đầu đi xuống á, đi xuống đã mấy năm rồi, thì bây giờ là cái số người thất nghiệp trên toàn quốc á, là 8.3, nói 8.3 tôi nghĩ còn hơn. Còn riêng cái tiểu bang mà tôi đang sống đây là North Carolina đây thì nó tới 11.8, mà riêng á, 100 cái CD của cái thành của tiểu bang North Carolina này á, thì cái thành phố của tôi đang sống là đứng thứ 3, là thất nghiệp đứng thứ 3. Cho nên 100 cái CD mà đứng thứ 3 thì đương nhiên là tôi không thể nào kiếm việc ở trong cái thành phố tôi đang sống, là Salisbury. Thì tôi phải đi qua thành phố của Smallville, Hunterville, tôi đi kiếm việc. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, những cái việc đây thì người ta gọi là temporary, tức là những việc tạm thời, gọi là lao động theo thời vụ á. Thì cũng giống như ngày xưa từ bên Việt Nam á, những giáo viên á, mà đã vào biên chế nó khác những giáo viên hợp đồng. Thì những giáo viên biên chế là những cái giáo viên giống như là người của cái cơ quan đó, của cái phòng giáo dục đó, của cái sở giáo dục đó. Nhưng mà còn những người mà hợp đồng thì coi như là cũng giống như là đứa con ngoài hôn thú, có nghĩa là coi như chỉ tạm sống qua ngày chứ không thể được lo, không có bạn. Thì cái việc làm của tôi bây giờ cũng gọi như là temporary, nó cũng giống như là lao động theo thời vụ. Nếu như công ty đó khi nó cần việc á, thì nó sẽ gọi mình. Còn khi á, mà cái việc nó bắt đầu lô đau nó xuống á, thì nó sẽ off mình đầu tiên, tức là nó cho mình nghỉ. Hoặc là thời gian nghỉ 2 tháng, 3 tháng, hoặc là 5 tháng, 10 tháng, hoặc là già, hoặc là không bao giờ gọi lại. Còn những người mà đã vào chính thức của nó rồi á, thì coi như sẽ là làm vĩnh viễn cho tới già. Ít có khi mà nó off những người đó luôn. Thì á, tại vì nó off những người đó luôn á, thì đương nhiên nó phải trả cái tiền coi như là benefit rất là cao, nó phải cũng giống như là nó không thích quá làm như vậy. Cho nên thành ra mặc dù những người mà đã vào chiến thức đó có thể họ làm bằng nửa cái người làm temporary là tạm thời đấy, cái sức của họ bằng nửa, nhưng mà người ta vẫn giữ người đó. Cho nên phải nói những khó khăn đây là tôi xin kể như thế này. Thì sau những thời gian mà nó vắng bóng, nó không có công việc làm ở nhà thì rất là buồn phiền, bởi vì ta biết rằng ở xứ Mỹ này nó không giống như ở
Việt Nam. Bên Việt Nam thì nhà nào cũng mở cửa, đi ra đường thì gặp người Việt là coi như là đi trên đường như trải hội, xe đạp rồi xe Honda rồi người đi bộ rồi chợ búa rồi quán cà phê. Nhưng ở đây thì chúng ta biết rằng ấy, nhà ai cũng kiến cổng tường cao, nhà ai cũng cửa đóng then gài, không có bạn bè để mà giao thiệp. Nếu như người Việt ở trong cái thành phố tôi đang sống được có ba gia đình ấy, thì muốn gặp người ta thì phải qua một cú điện thoại chứ không thể dễ dàng mà đến gặp người ta, bởi vì ai cũng bận rộn cả. Cho nên tôi phải nói một điều như thế này, tôi đi kiếm việc ở cái thành phố này á, tôi xin tạm không nói tên cái thành phố này, nó và đó là cái hãng mà tôi đang làm. Thì khi mà tôi vào á thì cứ nghĩ qua, tôi phải qua cái temporary, thì qua trong để coi như là nó test nước tiểu nè, rồi nó test máu mình coi thử mình có phải là cái dân nghiện hay là dân chơi gì mà coi như là phê thuốc hay không á, để có sức mà làm. Rồi sau đó nó interview, nó coi thử mình có đủ cái trình độ Anh ngữ để mà làm những công việc dù cho đơn giản nhất. Thì cũng qua cái giai đoạn đó thì tôi cũng vì nhờ khi mới đầu bước qua đất Mỹ thì dù có đi làm tôi vẫn phải đi học cái lớp mà English as a Second Language, tức là cái lớp đêm để tôi tôi luyện cái tiếng Anh. Tại vì tiếng Anh của tôi ngày xưa bên đó, ở Việt Nam thì tôi học tới lớp 6, lớp 7 thì bắt đầu là đất nước bắt đầu thống nhất. Thì cái tiếng Anh của tôi nó bị gián đoạn, sau đi học lại thì coi như là cái tiếng Anh nó thuộc ngôn ngữ không còn quan trọng. Nên thành ra tôi đã gián đoạn bao nhiêu năm, nên thành ra là cái tôi phát âm nó cũng không có được chuẩn. Bây giờ tôi phải đi học lại bù đầu, tôi phát âm theo cái lối để giống như trẻ con, như là học ABC. Thì bây giờ vào trong cái hãng đó thì chúng ta biết rằng là không có một người Asian nhé. Tôi chỉ nói là không có một người Asian trên toàn cái hãng này, chứ đừng có nói là người Việt Nam. Có nghĩa là Asian chúng ta biết là những nước ở bên Đông Nam Á, châu Á, chẳng hạn như Ấn Độ, nó là Indonesia, là Thái Lan, hay là Philippines, hay là Singapore, vân vân, hay là Korea, hay là Japan. Không có một người nào là châu Á cả. Chỉ có là một là Mexico, hai là Mỹ Trắng và Mỹ Đen, rồi là mấy cái người ở miền Nam Mỹ, không có người châu Á. Thì bây giờ tôi vào đó thì tôi giống như là một con người lạc lõng giữa một cái thế giới, một cái rừng người mà toàn bộ những người xa lạ. Nhưng mà cũng trời cho tôi một cái là tôi có một cái vấn đề như một cái khiếu á, là hay là làm cho người ta cười. Người ta nhìn tôi, người ta đã buồn cười rồi, mà tôi lại cũng hay vui tính, rồi coi như là tay bắt mặt mừng khi gặp những người xa lạ. Nhưng từ đó tôi đã nói gieo một số tình cảm ở trong cái cộng đồng người mà làm việc ở chỗ đó. Tại vì cái tuổi xì á, người ta gọi là nói tiếng Spanish á, Tây Ban Nha á, nó rất là đông và nó cũng hợp cùng với nhau. Nó đưa vợ, đưa con nó vào làm, đưa bạn bè nó vào làm, cho nên không thích một người châu Á nào. Mà tôi không hiểu tại sao, tôi là người Việt Nam, nhưng mà lúc nào tụi nó gặp tôi nó gọi là Chino, Chino, thay vì cái từ là China, là người Trung Quốc, thì nó gọi tôi là Chino. Nó tao không có thích người Chino, tao đông lai Chino. Chino nó không có, nó nuôi ướt, nhưng mà nó cứ nói kìa mày là Chino,